xin chào các bạn. Vinh giới thiệu đến các bạn một lá phép rất là lạ, được gọi mang một cái tên gọi là Pia Ke, bùa con ốc. Và trong cái video này thì Vinh sẽ không nói quá nhiều về nguồn gốc lai lịch cũng như là những cái chi tiết về cái lá phép này, tại vì nó rất là phức tạp và rất là dài. Vinh sẽ chia sẻ đến các bạn sau. Ở đây, cái mà Vinh muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là hình tượng của lá phép này, cũng như là vẻ đẹp và sự đặc biệt của lá phép này khi mà các bạn được nhìn thấy tận mắt hay là cầm tận tay. Trước đây thì Vinh chỉ là cho các bạn xem trong hình thôi, nhưng mà thực sự mà nói, khi mà các bạn cầm tận tay á, nhìn tận mắt, các bạn sẽ thấy nó đẹp vô cùng. Lá phép này khá là nặng tay nha các bạn. Trước mắt các bạn á là một cái hình, một cái khung vàng được các thợ thủ công làm bằng tay ròng rã hơn một tháng trời. Và cái khung này khung vàng thật nha các bạn. Đây là hình con ốc. Thì trong văn hóa tâm linh của người Thái, cái vỏ ốc này được một vị đại cao tăng trì vào cách đây khoảng hơn 20 năm, 21 năm về trước. Đối với người Thái, người ta tin rằng khi mà các thầy làm ra bùa hình con ốc này sẽ bảo vệ cho họ tránh đi những cái ma thuật đen ám hại, những tai nạn, những nạn xui rủi có thể xảy đến với họ. Khi mà người làm ăn á các bạn, họ cũng rất là tin tưởng vào những cái lá bùa này có thể đem lại được vận may cho họ trong vấn đề làm ăn. Còn đối với cái tấm bùa này đó các bạn, là một hai lá phép trong một nha các bạn. Các bạn nhìn nè, đây là cái khung vàng của cái lá phép này. Người thợ thủ công làm tay rất là tinh xảo. Đằng sau các bạn sẽ thấy có một cái giăng phép cũng bằng vàng nguyên khối luôn. Thì cái lá phép này lại là một cái tấm giăng phép được một đại cao tăng khác trì chú vào trong cái dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông. Thì cái tấm giăng phép này á thì lại được làm cách đây khoảng hơn 13-14 năm về trước. Cho nên Vinh nói cái lá phép này là hai trong một là như vậy các bạn ha. Do hai vị đại cao tăng cùng nhau làm ra và trì chú vào. Một lá phép đẹp tuyệt mỹ các bạn ơi, cầm lên tay mình thích lắm. Nó rất là nặng. Các bạn nhìn thấy cái hình tượng đặc biệt của cái khung phép này không? Đây nè, các bạn nhìn nè, có hai cái móc hai bên đây. Thì khi mà thông thường á, là Vinh giới thiệu cho các bạn những cái lá phép thì nó có cái móc tròn, cái nhẫn tròn tròn nhỏ để các bạn đeo cái lá phép đây đúng không? Nhưng mà đối lá phép này thì không. Các bạn phải đặt một cái sợi dây mà có hai bên này để đeo cái lá phép này. Và lá phép này nó có một cái điều á, là các bạn nếu như muốn đeo thêm một cái lá phép nữa thì các bạn có thể móc vào bên dưới đây. Rất là đặc biệt phải không các bạn? Và đây cũng là lần đầu tiên Vinh giới thiệu một cái khung vàng đặc biệt như vậy cho các bạn. Còn một điều mà rất đặc biệt về lá phép này nữa mà Vinh cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn. Cái lá phép hình tượng hình con ốc này nó có một cái công năng huyền thoại mà người ta trong suốt rất là nhiều năm qua người ta đồn rất là dữ. Đó là trên hình tượng của những con ốc này nó có một cái năng lực đặc biệt hỗ trợ cho những cái chị người... những cái bạn nữ hay những cái chị gặp trường hợp không may mắn, đó là trường hợp vô sinh, hiếm muộn về con cái các bạn. Đó, thì tại sao lại có những cái lời đồn như vậy cũng như là niềm tin như vậy? Thì phải căn cứ vào nguồn gốc cũng như sự hình thành, sự ra đời của cái lá phép này. Thì cái đó thì Vinh phải nói với các bạn trong những cái phần sau, là những cái phần khác mà Vinh sẽ chia sẻ đến các bạn nhiều hơn. Ở đây thì Vinh chỉ muốn cho các bạn thấy được vẻ đẹp thực sự của lá phép này khi mà được cầm, được nhìn tận mắt. Tuyệt đẹp các bạn ơi. Cái biểu tượng này các bạn nhìn thấy ở rất nhiều những bộ phim nè, hay là những cái lá phép. Cái giăng phép này rất là phổ biến. Đây là biểu tượng cho sự thịnh vượng, may mắn, rất nhiều những công năng ẩn trong cái biểu tượng này các bạn nha. Cái biểu tượng này, cái hoa văn, cái giăng phép này, cái hình tượng này nè các bạn, nó đã có từ thời Khmer cổ rồi, chứ không phải là ở từ thời của Thái cổ không nữa. Nó đã có từ rất rất là lâu rồi nha các bạn ha. Quá đẹp phải không các bạn?